chỉ chép kinh Phật lại đạt viên mãn. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Xưa kia, trong một thành thị hết sức phồn hoa, có ba người thanh niên trẻ, gia cảnh đều rất giàu có. Tuy nhiên, ba người thanh niên này đều thích sự thanh tĩnh, không quá để tâm đến sự an nhàn, hưởng lạc của trần gian. Họ thương lượng với nhau rằng sẽ cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Cũng có thể là cơ duyên tu hành của họ đã chín mùi. Tại một tu viện nọ, họ đã được một vị tăng nhân khai thị rằng mọi thứ của trần gian đều tựa như ảo ảnh vậy, đều sẽ không lâu dài. Chi bằng hãy tìm một vị sư phụ để cầu một biện pháp giải thoát sinh tử. Cả ba nghe xong hết sức vui mừng. Sau đó, dưới khai thị của vị tăng nhân, họ cùng nhau đi lên một ngọn núi cao. Ở giữa sườn ngọn núi này có một tu viện rất đơn sơ. Trong tu viện có một vị cao nhân trong dáng người chỉ độ ngũ tuần. Ba người đi lên hỏi thì đúng là vị cao nhân đắc đạo mà người tăng nhân trước đó đã khai thị. Theo những gì người tăng nhân đó nói, vị cao tăng này đã 125 tuổi rồi. Họ tiến về trước hỏi rõ ngọn nguồn. Vị cao tăng liền cười rồi nói: "Các anh thực sự có thành ý chứ?" Ba người trả lời: "Có, nếu như ngài không tin, ba chúng tôi sẽ quỳ trước cửa nhà 7749 ngày. Ngài sẽ thấy được rằng chúng tôi là thật tâm đến đây để cầu pháp." Nói xong, ba người cùng nhau quỳ trước cửa nhà. Bất kể là ngày hay đêm, ba người đều quỳ tại đó. Dù cho gió to, mưa bão, dù cho xung quanh có xuất hiện lang hùm, thú dữ hay thỏ sừng, họ cũng đều bất động. Quả thật đã kiên trì đến 49 hôm. Vị cao tăng thấy tâm của họ thực sự rất chân thành nên đã thu nhận họ. Sau đó ông dẫn họ vào trong một căn phòng, đưa cho mỗi người một cuốn kinh Phật rất dày, yêu cầu họ dựa theo đó để ghi chép lại, một chữ cũng không được phép chép sai. Và nói rằng chép xong rồi thì sẽ có thể viên mãn. Thế là ba người bắt đầu ghi chép bất kể là ngày hay đêm. Lúc mới bắt đầu chép, cả ba người trong tâm không được thanh tĩnh lắm, nên thường xuyên chép sai. Cứ chép sai một chữ lại phải chép lại từ đầu. Họ cứ chép đi chép lại như vậy, quá trình này thật dễ khiến con người nản chí. Tuy nhiên, quá trình giúp họ không ngừng thanh trừ đi những thứ bất hảo của chính mình, rèn luyện tính nhẫn nại và nuôi dưỡng sự kiên định và Phật Pháp. Đây cũng chính là giúp họ lĩnh ngộ Phật Pháp, thăng hoa bản thân. Kết quả là người thanh niên trẻ tuổi nhất trong lòng sản sinh tâm oán trách. Anh cảm thấy vị cao tăng kia không giống như mình đã tưởng tượng. Càng như vậy anh càng chép sai, anh càng cảm thấy cuốn kinh Phật này quá dày, hy vọng đạt đến viên mãn lại càng xa vời hơn. Cuối cùng, vào một buổi tối, anh tìm đến vị cao tăng nói: "Tôi thực sự không cách nào hoàn thành được việc chép kinh thư này. Tôi xuống núi để tìm phương pháp tu hành khác vậy." Vị cao tăng cười mà không nói gì, chỉ lắc đầu. Thời gian thấm thoát, thoáng chốc một năm đã qua đi. Một buổi sáng sớm, anh thứ hai mang theo cuốn tập mà anh đã ghi chép không chút sai sót đến trước mặt vị cao tăng. Vị cao tăng vẫn chỉ cười không nói gì cả. Đến khi anh thứ hai nhìn thấy bên cạnh của vị cao tăng vẫn còn rất nhiều trang giấy bỏ trống thì trong lòng có một loại cảm giác bị lừa. Ngay tức khắc, anh thứ hai cảm thấy vị cao tăng không phải người đắc đạo, thậm chí còn bắt đầu oán hận người tăng nhân đã giới thiệu họ đến đây. Anh oán hận nhìn vị cao tăng một lúc, quay người bỏ xuống núi. Vị cao tăng vẫn chỉ cười lắc đầu. Người thanh niên còn lại không vì sự rời đi của hai người kia mà lay động. Thế nhưng lúc anh ghi chép xong kinh Phật, mang cuốn tập chép tay trình đến trước vị cao tăng, vị cao tăng vẫn chỉ mỉm cười. Anh cũng nhìn thấy một đống giấy ở bên cạnh của vị cao tăng.
Thế là lại lấy một số để tiếp tục chép. Chép xong mang đến, nhìn thấy vị cao tăng vẫn chỉ cười. Anh vẫn không oán không hận mà lấy tiếp một số rồi tiếp tục chép. Mãi cho đến khi gần đạt đến 30 lần, anh phát hiện trong quá trình ghi chép, sự lý giải đối với kinh Phật càng lúc càng thâm sâu, nội tâm càng lúc càng thanh tịnh. Còn về việc viên mãn gì đó, ngay cả nghĩ anh cũng chẳng nghĩ đến. Bởi vì trong quá trình ghi chép đó, anh dần minh bạch rằng, chiếu theo yêu cầu của sư phụ mà làm, tất cả đều sẽ vô sở cầu nhi tự đắc, tức là không cầu mà có được. Hơn nữa, quá trình tu luyện kỳ thực là đáng để trân quý hơn. Do vậy, anh liền có thể mười mấy năm vẫn tựa như một ngày mà chép kinh Phật, rồi cuối cùng cũng đạt đến việc thuộc lòng không sai một chữ. Cho đến khi sử dụng hết giấy ở bên cạnh vị cao tăng rồi, anh nhìn vị cao tăng, ông vẫn chỉ thấy mỉm cười. Trong một lần khi anh đang viết, sư phụ anh mỉm cười bước đến, đồng thời nói, lần này được rồi đấy. Lúc này mặt đất tuôn nở hoa sen, pháp nhạc mỹ diệu vang lên giữa không trung. Tại thời khắc đó, trong tâm anh cũng không nghĩ ngợi gì, tĩnh lặng tựa như nước. Bởi vì lúc này anh đã đạt đến tiêu chuẩn vô lậu rồi. Khi được biết chính mình đã thành công, anh vẫn bất động tâm, không nảy sinh bất kỳ nhân tâm nào. Chỉ thấy sư phụ anh triển hiện rất nhiều thần thông trước mắt mình, rồi sau đó anh và sư phụ cùng nhau bay lên trời xanh. Đây đúng là tu hành vô cầu khổ luyện tâm, kiên tín chính niệm mãi bền gan, đừng để ngoại cảnh làm xao động, vô lậu vô chấp lên trời xanh. Sự kiên định của người tu hành phải được duy trì một mạch từ đầu đến chót, đến tận lúc có thể đắc đạo thành tiên. Có như thế người tu đạo ấy mới mong thoát khỏi luân hồi, ra ngoài sinh tử, đắc lấy quả vị. Đối với một người bình thường sống trong xã hội, kiên định cũng là một phẩm chất vô cùng quý giá. Có thể kiên định với những lựa chọn của mình, có thể đứng vững trong những giờ phút bão tố, thì mới mong có ngày công thành viên mãn.